năm nay nè ha, thì còn thấy dễ dàng. Rồi qua năm tới là 2 năm tới nữa là thình tị cái bị mà nó xuất hoài rồi. Cái quần không giận đố ai ở chuồng đó còn lại của Bửu Sơn nhiều hơn. Hoặc là thình tị sức lông chiếu cố, giận thời cháu thố quán miêu. Thì anh em biết cái cháu thố quán miêu là cái gì? Thầy nói nè, đời nay phải xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi, bá tánh biết thân. Thì tuổi mùi là tuổi ai? Bây giờ tôi theo đạo rồi, tôi nói tuổi mùi tuổi thầy. Tuổi thầy là thầy gì? Thầy tuổi mùi. Kỷ mùi là thầy tuổi mùi. Mà đến cái năm mùi là nó có đủ việc. Nó xảy ra từ năm đó cho tới năm Dậu là khốc liệt. Trong vòng 3 năm đây thôi. Nào là chiến tranh thế giới, nào là bệnh dịch, rồi nào là đủ thứ chết. Là nó khốc liệt trong 3 năm đây thôi. Mà nếu trên 3 năm rồi, chỗ nào chống ông tu? Mà trong cái phạm vi 3 năm nữa, rồi 3 năm cuối cùng đó, 3 cái năm đó là kêu mà, hồi nãy cái câu tôi nói trong bóng tùng đó, là 3 năm nữa đó, là phải chờ cái ông tuổi mùi, tức là 3 năm nữa. Là từ năm mùi cho đến năm Dậu là 3 năm. Rồi hỏi chứ, chết bao nhiêu mình biết được không? Thì biết chết gì thôi. Nhưng mà nói cái thời gian đây cho tới 28 Tết, rồi 29 Tết, rồi 30 Tết thì ông làm gì ông làm. Rồi tới mùng 1 là tự nhiên cái chết nhiều ít gì thì cũng không hỏi để làm. Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cũng xin góp ý với anh em đồng đạo. Tại vì anh em cho tôi đi trước có lẽ phải hiểu hơn, hỏi tôi giải đáp theo cái hiểu của tôi, trong phạm vi của tôi hiểu. Thì nếu nó có đúng sai gì thì quý vị cũng niệm tình, mà niệm tình thì chê khen gì tôi cũng không có buồn phiền hết. Nếu thấy đúng thì cứ gì ở đâu đó, mà không đúng thì thôi. Bây giờ tôi xin nêu lên những cái câu này là gì? Tôi đã có nói những cái câu trong thiên cơ rồi. Bây giờ hỏi câu này là cái câu trong cái giai đoạn khốc liệt tới đây là ngày Đại hội Luân Hoa. Thì câu đó nó nằm ở trong cái là Lỵ Tam Châu. Thì bây giờ tôi xin trả lời cái câu đó. Thầy đã nói, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi đâu lý. Cho nên tín đồ bây giờ có hiểu được thiên cơ và có tường tận cái chỗ nhiều với ít, chứ không phải ai cũng phải hiểu tới chỗ hết. Nhưng mà nói lên là phải nói cái chỗ đại hội sau này ở tại Long Hoa là ở tại mà Tam Châu. Thành ra thầy có nói trong cái bài Lỵ Tam Châu, thầy nói Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua. Thì chừng nào có 18 nước nó tràn qua đó là nó tới đó. Rồi đó, nhân cái lúc đó thì phải tôi hiểu là nó tần ban hậu hạnh. Tại sao tiếng hậu hạnh là gì? Tiếng hậu hạnh là nghe ông bà nói lại, nói miên nó hận mình, ông bà tổ tiên hồi trước chiếm cứ cái vùng này đất của nó, cho nên nó phải giật lại lấy lại. Tần ba hậu hạnh tiên diêu động, nó là tiên diêu động, tức là cái cuộc mà thiên cơ tới đây nó đã đến rồi. Thì cho nên là có miên dậy, có miên tấn công mình, ruột mình. Thì cái đó tôi xin nói lên cái đó sự hiểu của tôi. Thì như vậy nó có cuộc chết chóc kêu mà để tẩy trần. Thì bắt đầu nó khởi đầu là Tần Văn Bang hậu hận tiên như đánh. Rồi Nam Quốc lương dân kiến lên xa. Như vậy đất nước Việt Nam này làm cõi trung ương sẽ thấy những cái màu nhiệm mà Đức Thầy đã có nói trước, là thương xót Nam Kỳ Lợi An Giang. Mà Đức Thầy báo trước hết, mà không biết An Giang có làm được hết chưa thì tôi không dám nói. Nhưng mà hôm nay hỏi câu này thì tôi phải cho biết là thương An Giang mới nói tận nguồn gốc. Là tiên nó tiên kiến là mà tà miên nó xuống đây trước hết. Nó sẽ khởi binh là đầu tiên. Thì tôi xin trả lời cái câu là Tần Ban hậu hận tiên diêu độc. Thì nó khởi động trước. Thì mới Nam Quốc lương dân là nước, lương dân ở nơi là người Việt Nam mới thấy cái chết của ở trong nước của mình.
là vì đôi bên tránh tranh đấu với nhau, giành giật của tiền với nhau, giành giật danh lợi, không lo tu để cho có Phật trời ủng hộ, thì như vậy là chết quá nhiều. Cho nên tầng ban hậu hận tiên lưu động mà Nam Quốc lương dân, là cái người Việt Nam là biết lương dân kiếm lên xa thì sẽ thấy người chết như thế nào. Bây giờ nếu nói xe thì cũng được, thì cũng có số lượng, mà nói như chết dữ lắm, kiến lên xa là thấy cái người chết hoặc là thấy xe chết, chứ không có gì lạ nào. Có cái lương dân kiến lên xa thì phồn qua đô hội lưu văn quyết dư đảng dọc ngang cấp mà nha, thì chừng đó mấy ông mà dư đảng hung trùng đảng tử giờ muốn tu cũng không kịp, đều về Nam Mô về Phật, cứ Phật cứu tôi, trời cứu tôi, cũng không ai cứu được. Vậy là dư đảng dọc ngang mấy cấp mà nó niệm lia niệm lịa, nó nhờ Phật cứu là ma ha đó, là đại đạo là Phật, thì Nam Quốc lương dân mới kiến lên xa. Thì câu đó là trả lời nhiêu đó. Quý vị hỏi ở cái câu cây mà Lý Tam Châu xin giải trong cái phạm vi cái ngày tới bên đây, nó không xa nữa, xin hết. Thì con cũng xin cảm ơn Dương Hai đã chia sẻ qua câu lý ta ở trong bài Lý Tam Châu. Thì con cũng xin hỏi ông Hai tiếp một câu, là ở ngoài hiện nay đó, thì ở Sài Gòn, Bình Dương thì dịch bệnh nó đã tràn trở lại, thì có khi nào mà nó sẽ giống như những năm 19-20 vừa rồi không Hai? Nghĩa là bệnh dịch mà tràn trở lại á, rồi chiến tranh thế giới nó cũng càng gắt nhiều hơn năm ngoái nữa, năm kia nữa, mình nói vậy cho gần đi, mà nó cực kỳ, nó đi tới cái gì nó cũng nhiều hết. Bị về chừng đó mới thấy ghê hồn, vai hồn khiếp vía, kể từ đây nhắn gửi cho ai dội trách thầy, trời hạ năm dê chưa nữa nữa, mà giờ tới năm dê thì thấy cái đó, rồi mới vai hồn khiếp vía, là nó tấp nập đủ thứ chết và đủ thứ giặc giả, nào là đau ốm, nào là chiến tranh, nào là đất sụp, nào là chỗ này chỗ kia xảy ra trùng trùng điệp điệp, thì anh em đâu có còn thời giờ nữa mà cúng lại mà cầu nguyện. Giờ chỉ lo chết chứ chạy với lo rậu đằng kia ta chết, mình đây đau lòng cũng cúng lại không được, mà làm xã hội cũng không nên nữa. Cho nên lúc này còn làm xã hội, còn tu tập được, bởi vì trường thi chưa mở thì trống chưa thùng, mà bây giờ nếu trống thùng thùng thì anh em còn làm gì được, nên gì dầu có biết cũng không làm gì được. Thì bây giờ góp cái công đức của từ hồi mình biết đạo mà cho tới đến ngày là nó tận diệt nhân gian trực tiên qua, thì mình đâu có làm gì nữa được, thôi lúc đó hết tu. Thì tu kỳ với anh em á, thời gian còn rộng á, là năm nay nè ha, thì còn hơi dễ dàng, rồi qua năm tới là hai năm tới nữa là thình tị cái bị mà nó xuất hoài rồi, cái quần không giận đố ai ở chuồng đó còn lại của Bửu Sơn nhiều hơn, hoặc là thình tị sức long chiếu cố giận thời cháu thố quán miêu. Thì anh em biết cái cháu thố quán miêu là cái gì? Thầy nói nè, đời nay phải xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi má tánh biết thân. Thì tuổi mùi là tuổi ai? Bây giờ tôi theo đạo rồi, tôi nói tuổi mùi tuổi thầy. Tuổi thầy là thầy gì? Thầy tuổi mùi. Kỷ mùi là thầy tuổi mùi. Mà đến cái năm mùi là nó có đủ việc, nó xảy ra từ năm đó cho tới năm Dậu là khốc liệt. Nhưng mà không biết đây này yên được khúc nào bao nhiêu thì tôi không hiểu, nhưng mà hết thân với Dậu thì nó mới yên, cuối thân Dậu mới y như thượng cổ là nó mới yên, thì không còn giặc, không chiến tranh, không có gì hết, nó mới gọi là cuối thân Dậu mới y như thượng cổ. Thì nhân tranh hết cổ đến mai, là đến mai là đế vương xuất thế là ngày, thì còn gì nữa giặc. Thì Dậu thân bình trị trong ngoài hậu ca, xin hết cái câu đó. Nói hai cũng vô thiên cơ. Dạ xin thưa ông Hai, vậy chứ xin hỏi ông Hai là có câu là Đức Thầy cũng cho biết cái cảnh thảm khổ bây giờ, như vậy là bệnh này nó có đúng với giáo lý Thầy không? Bệnh này là Thầy đưa trước trong quyển 3 1939 lận, nhưng mà nó bắt đầu nó sẽ diễn, nhưng mà nó diễn cực kỳ là hồi năm Canh Tý tới giờ, là bệnh dịch nó tràn ở thế giới và nó tràn ở Việt Nam. Canh niên tàn phá, tức khởi nó phục sinh. Thì nó tàn phá cho đến ngày yên ổn luôn á,
thì trong vòng 10 năm canh tí cho đến canh tức là hết, mới canh niên tàn phá tức hợi phục sinh nhị ngũ như bình. Tôn Trạng nói nha, là 2 năm tức hợi nhị niên giai tiền định, là 2 năm là tức là gì, canh tức ha, rồi tăng gì tăng hợi rồi hết việc. Tức hợi nhị niên giai tiền định là 2 năm đó rồi, mà tôi ra cái thiên cơ rõ ràng là canh tức tăng hợi là qua đời thượng cổ. Sống sau này như thế nào? Sống sau này trong kinh giảng có mô tả hết rồi, mà anh em không có coi sao. Bởi vì trên quân minh chánh cầm cân, dưới tôi liêm tiết mà xử phân công bình, quyền cha quản chức gia đình, dạy con phải biết diện gìn hiếu trung. Thì là thầy có mô tả rồi, đời thượng cổ thì là con gì nó cứ nghe lời cha mẹ, rồi cha mẹ dạy con lấy hiếu đạo không, chứ không có gì là khác, là lời thượng nguyên thánh đức. Dạ. À, thì ông Hai ơi, thì hôm nay con cũng xin hỏi ông Hai một câu này, lúc giờ cũng chưa hỏi ông Hai. Thì cũng có người đó nói con là ông Năm Chèo không có thiệt, nói hù dọa người ta thôi. Thì theo như ông Hai thì ông Năm Chèo có thiệt không Hai? Để tôi thì nhận ông Năm Chèo xuất phát từ vợ ông Sinh mà đi, ông Sinh đi đồng mà bắt rắn bắt rùa, nặng mà là cái cuộc sống. Mà tới chừng về vợ ông đẻ thì nhờ ông Đình Tây. Ông Đình Tây ổng mới lo cho vợ ổng xong đẻ xong rồi đó. Rồi khi mà về ổng biết lấy chi đền đáp, thì ông Đình Tây ổng có nhìn nhận là được cái con sáu năm dèo, sáu năm năm dò. Rồi ổng đem về ổng nuôi, cho nên cái đó là tôi nhận phải có thiệt. Còn ai nói Đức Thầy nhát mình, nhát ma hay nhát gì đó, ai nói gì nói tôi không biết. Mà tôi cũng có mô tả cái ông sáu, ông Năm Chèo ổng bây giờ ổng hiện ở đâu nữa. Tôi dựa vào viễn nhất của thầy á. Mặc nhân mất dạng từ bi, thuyền đi nước ngược về thì dầm nao. Nhìn xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Gọi vài câu là chỉ cái gì? Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau đến việc là thảm sầu thiết tha là dữ dằn lắm. Thiết thiết tha tha là, chứ không phải thiết tha không, mà thiết thiết tha tha là dữ dằn lắm. Còn thiết tha thì nó còn nhẹ chút, còn thiết thiết mà tha tha là quá quá khứ rồi. Rồi đó. Thì đó, tại dàm nao đó, đi dàm nao đó, thì dàm nao Mỹ Hội đây với dàm nao Hòa Hảo đây nó cũng có một, đừng có con sông nó chảy dòng cầu. Dạ ông Hai, cho ông hỏi hai câu giảng của thầy là tử gần và phước vô môn đáo đầu cũng phải sắc hồn chúng tan là ý nghĩa sao? Ý nghĩa sao á? Dạ. Cái đó giờ gieo nhân gì thì gặp cái quả nấy. Quả phước vô môn mình, quả với phước nào không có cửa, mà tự nơi mình chịu tập nó, phước cũng do mình tạo, mà quả cũng do mình làm mình sanh. Nó không có cửa, mà nếu mình cái nào mạnh thì nó đi trước, cái nào nhiều thì nó sẽ tới trước, còn cái nào yếu thì từ nó tiêu hoặc nó không tới. Bị nó tiêu, nó yếu nó tiêu, bị mình làm có chuyện ác ha thì khỏi, còn mày làm 10 chuyện thì nó phải thúc đẩy, còn mày làm có chuyện với ai thì cũng do nó mày làm. Quả phước vô môn, di nhân tự chịu, tự nơi mình chịu mình làm thì lãnh. Bởi lực nhân quả thiệt là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lộn một ai. Bệnh nhân quả là một việc, nói riêng, nói chung là bệnh dịch cũng nằm nhân quả, mà chúng sanh chết đây cũng nằm trong nhân quả, mà chúng sanh sống đây cũng nằm trong nhân quả. Nhân đó là nhân toàn thiện, còn nhân quả đây là nhân ác, cũng là nhân. Chết nhiều đây cũng là do nhân quả, bệnh dịch cũng vậy. Bởi vì bệnh dịch không bao giờ hết, chừng nào lập đời thượng nguyên thánh đức thì mới hết. Bình thường chết thì cũng còn hồn, mà sao chết thì hồn cũng tiêu tan kỳ không? Tiêu tan là biết sao không? Sao? Vẫn còn, nhưng mà nó đã chừng tỷ tỷ năm mới quờn cái hồn lại thành cỏ, thành cây, thành đất, thành bùn. Cỏ, cây, đất, bùn, rồi nó xây dần cho hết cỏ, cây, đất, bùn, rồi mới lên là thú vật, rồi mới từ từ mãn kiếp thú vật, mới lên lại làm người, mà làm người ngu si hay là có trí tệ gì cũng do cái đó, cũng do cái mình có tạo kiếp trước. Yeah. Chứ không có gì lạ. Yeah. Làm cỏ, làm cây, làm đất, làm này, triệu triệu muôn năm, rồi mới lần lên cũng còn lại. Còn là còn cái đó chứ bị lạ rồi. Cả tỷ tỷ năm mà chưa đầu thai lên. Yeah. Thí dụ thượng nguyên, hết thượng nguyên tới trung nguyên, hết trung nguyên tới hạ nguyên, mà tới cuối hạ nguyên, mình mới có thể trầu nó đã nổi, nó có thời gian của mình. Mà xin hỏi ông Hai, sao ông biết tỷ tỷ năm ông Hai?
Thì cái đó tao cũng không biết bao nhiêu năm, nhưng mà tao nói tỷ tỷ vậy là quá nhiều, tao đếm được. Là con người không biết à, thượng trung tới hạ thì không biết bao nhiêu nào kể. Cũng như tao vô thủy về thì kể tao bao nhiêu tao không biết nữa. Cái tao vô minh từ vô thủy bây giờ đó, minh nhà có kiếp tao cũng có tu vậy, mà lơ tụt xuống rồi leo lên rồi tụt xuống rồi tới kiếp này đi, thì là tao biết rồi, cho nên tao ráng. Chế tuổi tao à, tao vô thấy ông nào ráng như tao, ở đây không có ông nào tuổi với tao hết, đi hết trời rồi. Đi là đi đâu? Đi chầu Diêm Vương. Tại không tu mới chầu Diêm Vương. Không biết cái đó không tu rồi sao vậy, không biết. Đi hỏi ông hai câu nữa là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, như vậy là nó khảo hình sao ông hai? Khảo hình thì lúc này còn khảo hình, còn tới chừng mà tới đây là sắp nổ giang thinh rồi, đâu còn có địa ngục nữa khảo hình. Kẻ ác đức thì tiêu xác tiêu hồn. Người lành còn lại tích tồn hậu lai. Thì ông tu mà còn xác còn hồn mới ngoan. Còn nữa mà chết thì kêu á, thì những người đó cũng có công đức, có tu hiền. Nhưng mà để cái danh sách bên nữa, thầy nói đến kỳ thi danh thầy chạm bản trên đài cao gọi các linh hồn, là những linh hồn có đó. Ông mà có tới đây bị ông già rồi, hay là cái lý do gì đó, cho nên Phật có ghi để cái đó cho ông. Thì nữa Phật kêu thì nói sẽ có cái hình tướng, chứ nữa tới ngày đó thì ông tự tới rồi. Bây giờ qua lời giải thích của huynh hai là rất là hay. Bây giờ tôi biết nhiều, tôi dựa vào giáo lý thầy tôi nói à. Cái tôi của tôi không có. Của đức thầy Phật giáo Hòa Hảo. Ừ. Thì đức thầy có nói trong sấm giảng một câu: khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Đó, đúng. Đó, thì bây giờ nhưng cảnh khổ Covid-19 vừa qua thì cũng chưa có là có mấy đâu phải không? Chưa có mấy, mới có sơ khởi thôi. Bây giờ tới dụng 5 triệu đổ lên nữa mới thấy bay. Đó, bay hồn rồi nó dồn dập chiến tranh gì đó lúng túng. Dạ, nó bay hồn kiếp dưới kể từ đây đó. Cái thời gian mai sau là chừng nào tới là thì tôi kỳ hạn là tôi không có nói là rõ ràng cái năm. Nhưng mà tôi nói với ông là 1-2 năm chát đích đây thấy bài hồn bây giờ nè. Còn nếu mà qua tới cái năm mùi đó, là tuổi mùi, chừng gặp tuổi mùi phải ráng biết thân á, thì cái đó nó mô tả còn nhiều nghĩa. Bởi vì tuổi mùi là năm mùi của thầy về, mà ở trong dưới bóng cội tùng có nói một câu nói cả kêu nam nữ tây đông ha, chung quy và thống nhất, mà chờ ông tuổi mùi nó, cho nên tôi mới dám nói tuổi mùi là thầy. Cả kêu nam nữ tây đông chung quy thống nhất, mà chờ ông tuổi mùi là ai? Phải đứng quỳ giáo chủ không? Nó mà cái câu trong giảng thứ nhất là nói đời nay phải xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân, thì ai cũng phải chờ tuổi mùi đó. Là giảng tòng dưới bóng cội tùng có nói câu đó, cho nên tôi lượm câu đó tôi nhét vô đây cho nó có cái phần anh em có tin là thầy. Dạ. Nó mới chứng minh rõ của thầy. Nó, cả kêu là hết trơn rồi, nam nữ là đó bốc không kêu ai á, những người tín đồ đó, cả kêu nam nữ tây đông chung quy là cái gì, mà thống nhất là cái gì, rồi chờ ai? Chờ ông tuổi mùi nó, rồi ra tuổi mùi chừng nào nữa chứ, chờ mà chừng nào đây nè: khôn đài xuất hiện an vui. Nó bây giờ hai chữ khôn đài là cái gì, tôi cũng phải tìm ra khôn đài đi, là năm nào là chỗ nào. Khôn đài xuất hiện an vui ha, thất sơn mà lộ vẻ. Nó lộ vẻ là thất sơn lộ vẻ, thì thầy có nói đó, thất sơn lộ vẻ đó, thất sơn lộ vẻ mà trà cui nó tiếng đồn, mà trà cui ở đâu tôi chưa biết. Thất sơn lộ vẻ là nó có cái đó ha, thì trà cui tiếng đồn. Tôi có hỏi ông bạn gì chứ hồi đó tôi có nghe đồng đạo nói làm thơ mà dán cây cui, chừng nào nước lớn gió xuôi tôi về mà cây cui phải cây cui đó không. Ông nói không biết không bơi cây cui nào. Hồi đó có nghe cái đạn đó nữa. Dạ, dạ, dạ. À, chú có nghe không? Cũng có cái địa danh là trà cui, trà úi rồi ở đó, không biết. Ở vùng miền dưới á. Hay nói trà cui tiếng đồn. Dạ. Thất sơn lộ vẻ thì trà cui tiếng đồn. Thôi bây giờ hỏi huynh hai thêm cái này nè. Bây giờ huynh hai biết là cái cảnh là chừng nào phú quý phục tùng, là cảnh ông năm chèo ông nuốt người hung đó, là chừng nào hả? Dạ, là huynh hai bà tả lại cảnh ông năm chèo nuốt người hung
mà có văn thù Bồ Tát bơi xuồng vớt những cái linh hồn như thế nào đâu đâu huynh hai tả lại khúc đó coi. Chà, cái này tôi nói kìa, mà nói kìa, mà cũng như nói năm nói tháng rồi nói ngày nữa khó dữ à. Mình tả lại cái cảnh mà hải hùng đó. Thì bây giờ lời thà ở ngoài ta cũng có nói, hay là thầy về thầy thấy là chúng sanh khổ, thầy về rồi thầy đi một cái nữa mà không biết là nói là nói ở nhằm năm nào mà ở đâu, rồi thầy đi ha, tới chừng mà chúng sanh chết quá chết đi thầy chịu không nổi thầy về, thì lúc đó là thầy mới cứu những cái người còn lại. Thì lúc thầy về đó mà không biết bị gì, nếu thấy ông Năm Chèo ông giận mạng, ông ăn thịt này kia quá nhiều, thầy mới về, thầy mới vỗ lưng ông, không cho ông ăn nữa, là tới cái thời kỳ của thầy. Thì cái đó năm nào tôi cũng không dám nói, nhưng mà tôi nói công phạm gì cũng như đây tới một tháng nữa ông thiếu tôi là ông phải trả tiền, thì ông hứa ông trả bữa nào đây thì ông biết. Cái tôi về giờ không biết nói bữa nào, mà tôi chỉ nói đây cái đó trong vòng có 6 năm nữa thôi là kết thúc vấn đề. Bị 6 năm nữa đó là kể năm Giáp Thìn, rồi Ất Tỵ, rồi Giáp Ất cả Bính Ngọ, rồi mới Đinh Mùi, rồi mới là Đinh Mùi, rồi nói Canh Tức, rồi mới Kỷ Dậu, là đầu Giảng Hát. Thì 6 năm nữa mà tôi nói khổng khốc liệt trong vòng 3 năm đây thôi. Nào là chiến tranh thế giới, nào là bệnh dịch, từ nào là đủ thứ chết, là nó khốc liệt trong 3 năm đây thôi. Mà nếu trên 3 năm rồi chỗ nào chống ông tu, mà trong cái phạm vi 3 năm nữa, rồi 3 năm cuối cùng đó, 3 cái năm đó là kêu mà hồi nãy cái câu tôi nói trong bóng tùng đó, là 3 năm nữa đó, là phải chờ cái ông tuổi Mùi, tức là 3 năm nữa, là từ năm Mùi cho đến năm Dậu là 3 năm. Rồi hỏi chứ chết bao nhiêu mình biết được không? Thì biết chết gì thôi. Nhưng mà nói cái thời gian đây cho tới 28 Tết, rồi 29 Tết, rồi 30 Tết thì ông làm gì ông làm. Rồi tới mùng 1 là tự nhiên cái chết nhiều ít gì cũng không hỏi để làm gì. Trong 3 năm đó khỏi hỏi. Bây giờ ông ba có nói thương 3 năm mà không chở nắm chiều, nhà không người ở thì niệm nhiều năm mô. Thì lúc thầy về đó là chỗ cho quá khứ rồi. Đó, thì như vậy là lúc thầy về quá khứ rồi thì mình phải đi trước cái thầy về một chút. Nó như lúc này mình đang đi trước nè. Nó gần tới thời gian đó rồi đi trước là đúng lắm. Dầu khuyên người tu tính ít nhiều cũng hay có đi trước là quý rồi. Nhà không người ở mình niệm nhiều năm mô là cái gì? Rồi mấy ông hỏi tôi chứ sao mà thay không lắp mà để phơi khô sao mà không chôn mà. Tôi nói tôi hỏi ông chứ cái xóm mình á, nó chín cái nóc da mà tiêu diệt hết, ôm mờ cái nóc da mà chết hết chín cái nóc da, còn cái nóc da này cái ông cho trong nóc da ông chôn nổi không? Không có chôn nổi, không mất tinh thần hết trơn. Rồi thôi để cho nó xình nó thúi làm vậy là tôi nói vậy cho ông hết cự nữa. Tôi chỉ hết đó, tôi nói 10 người mà đi chung với nhau mà chết hết 9 người rồi cái ông còn sống là 10 người, ông tôi ông chôn nổi không? Lúc đó ông cũng hồn bay phách tán là nhờ có tu, chứ thôi ông cũng rụng nụ rồi, làm sao ông chôn? Thì thay không lấp mà để phơi khô là vậy đó, không nước mà uống nam mô đạo nào, nước đâu uống, với sông thì nước là máu chảy thành sông, trên bờ thì thay nằm chặt đất, còn gì nữa ấy, nó khốc liệt. Nhưng mà mình nói ôi tôi không tin, không tin thì ráng tu đi, phải có không? Vậy ông hai ơi, ông hai cho con hỏi một câu này ông hai. Là câu nói là khắp Bắc Nam khí trời mù mịt đó ông hai, lộ không ngừ nhà bích ngõ ga. Là sao khắp Bắc Nam khí trời mù mịt là cái khí trời? Cái đó đó phải nãy hỏi thằng Sang. Tôi biết cái đó là vàng trong mộng của cậu hai tiến sĩ. Là cái đó là tôi nghĩ là tôi không có nghiên cứu cái đó nhiều. Khắp Bắc Nam khí trời mù mịt là nó cũng cùng tới một lượt với nhau là nguyên tử nó liền nè. Là cái tới cái thời kỳ đó. Tới cái thời kỳ đó là cái thằng gì mà Liên Xô Nga đó, nó khí hùng nó nổi lên, nó dục bơm nguyên tử đó. Rồi khí trời mù mịt là chỗ nào cũng có cái khí độc của nguyên tử hết.
cho nên là người ta chết dữ lắm, là cái đó phải có nữa, mà chết nhiều quá thì giờ còn ai đi đâu nữa, nhà bích cái lộ ra là không có đường, không ai đi đâu, chết ngủ ngang này còn không đi, thì tới chừng chết vậy là không ai đi đâu đó. Rồi là có chỗ thì nói là mình còn sống đây, có người bị mùi xương nó quẹt cũng thành ghẻ, thành đời là do nguyên tử nữa. Cái đó là ở thế gian mình mô tả vậy đó, nguyên tử. Nhưng mà nguyên tử nhưng mà mình tu được thì không có gì dính đâu. Bệnh dịch cũng không, mà nguyên tử nó bỏ đâu nó bỏ, cũng không có gì, mình cũng không chết nữa. Mới quá là ông suy sụp ông gì đó chút gì thôi, không có gì chết. Nếu chết là mình tin cha, tin là phải chết, là mình không tin trời Phật. Tôi tin không chết, nhưng mà vất vả hay là đau khổ cỡ nào đó vậy chứ không chết. Tin tưởng không chết. Cái đó của cậu An Sĩ nó là vàng trong mộng. Dạ. Con nghe nói là khi mà cái khí độc nó bay qua đó là sẽ là khi mà nó là tan xác tan hồn luôn, tan xác luôn đúng không thầy? Đó là nó nói đó là nói ngay bơm nguyên tử nó bỏ. Dạ. Cái bơm nó đi tới là mình chết đó. Thì có cách nào mình không chết không thầy, giống như là mình bây giờ không có nào không có gì. Ông ráng tu chân chính thì không chết, nó bỏ nhiều bỏ thế kệ nó. Dạ. Dù ông ở bên Liên Xô bây giờ ngay mặt trận nào cũng không chết nữa. Nhưng mà bệnh không có thì chết hết trơn. Vậy đó. Còn người nào chết người đó có cái Phật cứu đó. Ủa người nào còn? Người nào chết là trên là rồi đi chung một xuồng. Chứ bên Liên Xô cái nước gì giáp Liên Xô á, đâu phải chết hết. Ừ. Sao ở Việt Nam mà không biết cái nước gì bỏ nó ngay? Hả? Tại mình không có tri cái đó, Phật không nói mình không biết. Rồi vậy hỏi ông Phật thế giới vừa bình lương cụ túc biết tranh giành quyền lợi xé xong nha. Thế giới thì nói chung thằng cha nào có cái mộng chư hầu muốn làm cố ông cố tổ rồi thì chuẩn bị binh lương cũng tốt, đặng mà chiếm người ta, đặng lấy nước người ta về làm giàu thì mấy người đó nó biết ở đâu cũng có đó. Giờ mày chưa tu mày cũng vậy, mình nói ai? Tao chưa tu tao cũng vậy, tao cũng lo. Muốn làm cố tổ là ý thì sao không hay? Làm cố tổ hả? Làm cố tổ là vì mình cái mộng của mình là sống là muốn làm này bá đồ vương như Tần Thủy Hoàng á, ổng còn ít cái gì nữa mà ổng còn gồm thâu lũ quốc. Cái gì ổng muốn làm lớn hết, được tiếng, được tâm. Còn mình nghe giáo lý thầy thì mình có ham màu nào. Còn ai còn ham thì ham danh, ham lợi đi, cũng đứt bóng luôn. Ham danh, ham lợi, ham tình ba cái rồi đó, thì cũng đứt bóng. Bây giờ lỡ ham danh thì giờ phải giải quyết danh, lỡ ham lợi phải giải quyết cái lợi. Ham tình cũng phải giải quyết luôn ba cái. Danh lợi tình này nó trói buộc mình. Mà hồi đó giờ mình nghe thầy ra đời mình không tin. Mình không làm, bây giờ mình tin cứ dẹp là hết cái đó. Dẹp hết thôi. Chứ để tới chết rồi làm sao dẹp. Thí dụ cỡ này không dẹp rồi là 5 tháng, 3 tháng nữa, 5 nữa rồi làm sao dẹp. Dẹp chỗ nào dẹp xin phải dẹp chứ. Quỳnh Hai là trời Tây chúng nó hùng hào. Có phải Nga vô ren nữa không Quỳnh Hai? Cái câu đó tôi không dám dễ nói trắng được. Bây giờ trời Tây là tôi chỉ biết là trời Tây, là tôi ám chỉ là trời Tây là cái cảnh mà Tam Châu Hữu Ngạn Liên Nhỏ Xa là trời Tây đấy, là thầy mình dạy ở đây nói đây đó hướng Tây. Trời Tây chúng nó hồng hào là nữa 18 nước, hoặc giả là nó quanh nó tấn công Việt Nam miền nó xuống nó rượt mình. Trời Tây chúng nó hồng hào là nói chung ha. Trung Quốc nó tiếp tay với thằng Liên Xô chứ nó tiếp tay với thằng Miên Mốt, thành ra nó mới làm được chứ nó làm gì. Nhưng mà lý do bị gì, ông cha mình đó lấy đất của nó, giờ nó có lý do thì nó tấn công mình, cho nên thầy cũng phải cho cái lý do đó. Bị cái nhân ông bà mình gieo thì giờ phải lãnh cái quả, mà không biết cái quả nhẹ nặng thì thấy biết. Bị nhân nào quả nấy, đúng y người trong hạ giới. Chứ khi mà làm thì phải có, bởi vì thầy cũng phải nói miên nó rượt là cái quả đó, đất này đâu phải của mình. Thì như vậy là ông gieo cái gì thì gọc cái mọc cái thứ đấy à. Thì là miên thế nào cũng xuống à. Mà đều không biết. Nên Việt Nam mình tu rồi không biết nó xuống tới đâu và nó hoành hành tới nào mình không hiểu. Trời Tây chúng nó là mà đem lòng gây gỗ máu đào mới tu. Nên thì giờ mình tu đi. Cầu trời cho gió qua tuôn thì bây giờ ông tu thì ông khỏi. Chứ có gì đâu. Vậy là mình lo là trời Tây là cái hướng này. Hơn đó chứ không nói đâu đâu. Còn ở nói Liên Xô là ai nói Liên Xô vậy cả.
Nhưng mà thầy có nói Liên Xô, thầy nói còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi, chứ không có nói trời Tây, mà không có nói Âu Á gì nữa. Nhưng mà có nói chung là Âu Á lung tung nhuộm máu đào, thì hết Âu tới Á nè. Dạ thì con cũng xin hỏi ông Hai một câu nữa rồi mình kết đời ông Hai. Thì ông Hai ơi, thì con nghe nói là Miên nó cũng nó sợ Việt Nam, nó đâu có dám quýnh Việt Nam đâu mà sao? Không dám, nó ăn thua nó nhờ Trung Cộng, Trung Quốc. Trung Quốc nhờ Trung Quốc hay không? Nó có cái hậu thuẫn. Là sau này Trung Quốc với Campuchia hợp. Nó hợp lại. Nó ném đá vô tài Trung Quốc. Vậy là trong sấm giảng có câu đó có em chỉ Trung Quốc không hả? Là chứng minh trong sấm giảng không? Câu nào câu mà Trung Quốc hả? Dạ. Bất kỳ. Không phải. Có trong để chân đất Bắc có áp dụng cho cảnh tỉnh miền Bắc, mà miền Bắc nó không nghe, nó cũng vẫn nương theo Trung Quốc, thì bây giờ cũng nương đó, thì mình miền Nam mình ảnh hưởng chung. Chứ bị thầy có nói nè, Bắc Kỳ Trung Quốc giáp ranh, sao không xem đó mà tu hành hiền lương, cá không ăn muối cá ương, không nghe lời dạy lâm đường trong gai. Là lâm đường trong gai là không biết cái gì đâu, phải không? Rồi cái câu kế này thầy nói cái gì? Trên 1.000 năm hát tuồng Trung Quốc quá dài, là nói ngay Trung Quốc. Mà ta bèn bỏ bản ra đi, cái bản là cái bản tà tinh. Mà tôi nói lâu rồi phải mới đây, tôi nói cái bản của thằng cái chính sách Trung Quốc là tà tinh, thầy cho tà tinh đó. Ta bèn bỏ bản phá bài tà tinh, cả kêu lớn nhỏ đệ huynh từ đây nhẫn nại, chống kình làm chi là khuyến dụ mấy người Bắc, miền Bắc, mà ai nghe? Ta không có đạo rồi, nói không nghe. Bởi vì thầy nó để chân đất Bắc là vậy đó. Bây giờ Bắc với Nam có một. Thành nên thầy ra đời đây rồi, thầy đi người Bắc liền. Bảy chân đất Bắc đó. Bảy chân đất Bắc, tới 7 tờ, rử 8 tờ lắm. Nguyên một cái rơ của để chân đất Bắc là 8 tờ đó. Ít gì không? Gần bằng cái quyển nhì. Trên dưới gần 8 tờ. Thôi nãy giờ thì cũng trước sau thì cũng gần hơn 30 phút rồi. Thì thôi thì trước khi dứt lời thì ông Hai có lời nào muốn tới bà con gần xa không Hai? Thì trước khi dứt lời tôi cũng xin nói với quý vị đồng đạo bốn phương, tôi không phải là tự hào. Nhưng mà bởi vì nếu không biết, thưa rằng không biết, biết thì cứ việc nói ra. Mà nói năng chân chánh thật tà ấy là bản tánh của nhà chân tu. Thì tôi nói ra với cái chân chánh tôi hiểu và cái thật thà của tôi. Thì quý vị có nghĩ sao thì quý vị tùy quý vị. Cái đó tôi không buồn. Có khen, khen, chê, chê, tùy. Nhưng mà tôi biết tới đâu thì tôi muốn lôi cho anh em biết như tôi. Mà nếu tôi đúng thì anh em được đúng hết. Còn nếu tôi chẹo thì anh em chẹo, thì anh em suy nghĩ sao suy nghĩ. Nếu tôi chẹo thì anh em suy nghĩ theo tôi thì anh em cũng chẹo luôn. Thì giờ tùy anh em. Lấy cái trí thông minh mà nhận xét đạo lý. Hay là lời nói của thầy mình. Chứ đừng lấy đức tin thọ hưởng cái mà mình không hiểu là không được. Rồi xin hết. Kính chào quý vị đồng đạo bốn phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.